Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn món cocktail Lamin Lamborghini gồm có Kahlua, Malay, Lucuracao và đặc biệt là Sambuca. Kahlua 1/3 ao, Malay cũng 1/3 ao, Lucuracao cũng 1/3 ao. Sau đó chúng ta lấy một cái ly cocktail, ta ấp lên trên ba cái ly cocktail. Mình lấy một cái ly dùng vang, mình để lên trên ly cocktail. Sau đó mình dùng một cái ly shot, mình để lên ly dùng vang. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 1/3 ao Lucuracao, Sambuca 1 ao, rồi sau lúc đó chúng ta cho lên ly shot 1 miếng rượu. Rồi sau đó chúng ta sẽ hơ lửa. Rồi các bạn đợi một xíu, mình sẽ cho rượu sẽ nóng trong này một chút. Rồi đó, sau đó chúng ta sẽ đổ từ trên đổ xuống nha các bạn. Rồi các bạn từ từ mình đổ xuống tiếp. Rồi chúng ta đổ thế nào khi nào hết rượu thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ uống trực tiếp, là chúng ta sẽ lấy một cái ống hút, chúng ta sẽ hút trực tiếp. Bài học tới đây kết thúc, xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.